Chào các bạn. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các câu lệnh kiểm soát vòng lặp ở trong chương trình Java. Những lệnh này thì trong các tài liệu của Java còn được gọi là lệnh jump statement, tức là lệnh nhảy. Đây là những câu lệnh mà dùng để chúng ta có thể sử dụng để kiểm soát các cấu trúc lặp ở trong chương trình Java. Để thể hiện những câu lệnh này thì chúng ta sẽ khảo sát một cái chương trình đơn giản. Chúng ta sử dụng vòng lặp while. Đó. Và trong vòng lặp while này thì chúng ta sẽ có một điều kiện là i sẽ nhỏ hơn bằng 10. Và tiếp theo là chúng ta sẽ in ra giá trị biến. Và chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc if để chúng ta kiểm tra một điều kiện. Thì thông thường các câu lệnh nhảy, đặc biệt ở đây là hai câu lệnh, đó là break và continue, và trong chương trình Java thì sẽ được sử dụng khi mà chúng ta dùng trong các vòng lặp. Chúng ta có thể dùng để kiểm tra một điều kiện nào đó ở trong chương trình. Nếu điều kiện thỏa mãn thì chúng ta có thể sử dụng để kết thúc vòng lặp hoặc là bỏ qua cái lần lặp hiện tại. Chúng ta sẽ minh họa về cấu trúc break trước. Chúng ta kiểm tra if i bằng 3 thì chúng ta sẽ dùng câu lệnh break. Bình thường nếu như mà chương trình mà không có cái điều kiện này thì chúng ta thấy là chương trình sẽ thực hiện in ra 10 lần. Đây, đó, y bằng y. Chúng ta có thể nhìn thấy y đã chạy từ 1 cho đến 10. Tuy nhiên, nếu như mà trong trường hợp mà chúng ta có cái lệnh break thì chương trình sẽ thực hiện khác. Ở đây là nếu y bằng 3 thì sẽ dùng break. Thì như vậy chúng ta có thể thấy là đối với y bằng 3 ấy, thì chương trình đã không bỏ qua vòng lặp, đúng không? Tức là đã kết thoát khỏi vòng lặp. Thế còn trường hợp thứ hai đó là continue. Continue thì đây chúng ta có thể dùng kiểm tra đối với y bằng 3 này. Đối với continue nhé, continue lệnh continue thì cũng được dùng để kiểm soát vòng lặp. Tuy nhiên đối với lệnh continue ấy là chương trình sẽ bỏ qua tất cả phần còn lại, các câu lệnh còn lại của lần lặp hiện tại, và chương trình sẽ nhảy đến cái lần lặp tiếp theo trong chương trình. Thì chúng ta sẽ thực thi chương trình này. Đó. Thì đối với chương trình này thì chúng ta có thể thấy là chúng ta y đã không in ra. Đúng không ạ? Đối với là trường hợp là y bằng 3 hoặc đây nếu mà chúng ta để y bằng 5 đi thì chúng ta có thể thấy là chương trình sẽ để y bằng khởi tạo y bằng 0. Đối với trường hợp mà continue thì chúng ta có thể thấy là chương trình đã bỏ qua câu lệnh in y bằng 5. Chương trình chỉ in ra các giá trị từ 1 cho đến biến cuối cùng, nhưng mà y bằng 5 thì bỏ qua. Bởi lẽ bằng 5 ấy, nếu y bằng 5 thì ta đã thực hiện câu lệnh continue và chương trình đã bỏ qua câu lệnh in ra bên giá trị của biến đếm. Thì như vậy chúng ta đã tìm hiểu về các câu lệnh nhảy để kiểm soát vòng lặp, điều khiển vòng lặp ở trong chương trình Java, đó là lệnh break và continue. Xin chào các bạn, chúc các bạn học tốt. Yeah.